mời bà con và quý vị theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, thời điểm này người trồng đào thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đang hối hả thực hiện các bước chăm sóc, sẵn sàng cho vụ hoa tết. Toàn thôn có trên 200 hộ dân trồng đào với tổng diện tích là 30 mẫu. Người dân cho biết cây đào ưa thích ánh nắng và chịu rét, chịu hạn, sợ úng. Do đó, người dân đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đẩy lùi thời điểm tuốt lá, thuốc hoa nở cho đúng dịp Tết, đồng thời chú ý đến cung cấp nước cho cây, không để úng ngập, tiếp tục chỉnh sửa những khiếm khuyết để cây đào hoàn thiện hơn. Hiện tại đã có một số thương lái đến tham quan vườn đào. Từ mùng 10 tháng Chạp, vụ hoa Tết ở làng Đào Ngọc Đà bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Hiện nay, người dân phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đang tập trung các công đoạn cuối cùng để chăm sóc, đồng thời hãm hoa để hoa đào nở đúng dịp tết nguyên đán. Hiện toàn phường Bần Yên Nhân có khoảng trên 3,5 hecta đào, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Phú Đa, tổ dân phố Văn Nhuế. Hiện nhiều vườn đào đã có khách đến đặt mua. Giá đào năm nay dao động từ 1 triệu đồng đến 4 triệu đồng, tùy loại đào to hay nhỏ, giá bình ổn so với năm 2018. Những ngày gần đây, thời tiết rét đậm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây sao màu. Bà con cần có những biện pháp chủ động phòng chống rét, tránh tình trạng cây sinh trưởng kém, thậm chí là bị chết khi nhiệt độ xuống quá thấp. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không nên giao trồng trong những ngày giá rét nhiệt độ thấp dưới 15 độ C. Tranh thủ thu hoạch sau màu trước các đợt không khí lạnh tăng cường, bà con không ra đồng chăm sóc từ sáng sớm mà nên làm từ 9 giờ sáng cho tới 3 đến 4 giờ chiều khi trời đã tan sương. Người dân tăng cường bón phân đầy đủ, cân đối để cây phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng chống rét. Những ngày có sương muối, giá buốt cần tưới nước trên mặt lá làm tan sương, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng. Bà con tiến hành tỉa thưa cành, nhánh đặc biệt là với cây cà chua, làm cho bộ tán thông thoáng hạn chế sương muối và sâu bệnh hại. Nếu có điều kiện, bà con nên làm vòng ni lông hoặc nhà lưới để che sương muối và giữ ấm rau màu. Cây cam sau khi thu hoạch cần được chăm sóc cắt tỉa và phòng trừ sâu bệnh cẩn thận. Công việc này quyết định tới năng suất và chất lượng vụ thu hoạch sau. Sau đây mời bà con và quý vị cùng tìm hiểu cách chăm sóc cây cam sau khi đã thu hoạch. Sau khi thu hoạch, cây cam phải cắt bỏ những cành khô, cành bị sâu bệnh, cành tam, cành vượt. Cành xiên vào tán, cành mọc quá dày, quá yếu nhằm tạo cho cây thông thoáng ít sâu bệnh. Thường xuyên làm sạch cỏ quanh gốc theo hình chiếu của tán cây, sới đất cần thực hiện hàng năm để giúp cho đất thông thoáng cung cấp thêm oxy cho đất. Gần gốc thì sới nông, giữa các hàng thì sới sâu hơn cho rễ của cam mọc yếu và nông gần lớp đất mặt. Năm tới là, là nhuận, tức là xử lý muộn hơn mọi năm một tháng. Cam canh thì người ta phải đạo, bây giờ là xử lý là đánh cây để cho ra quả. Phải cần con người phải làm là sao theo từng cây một. Cây to thì đánh bầu to, cây bé đánh bầu bé côn bầu để được khoảng tầm một tháng ra dậy, đánh nước bầu ta trồng bắt đầu mới trồng được không được lấp hết để cho nó cây nó cứng cây nó mới ra hoa cây cam là loại cây ưa ẩm cần tưới nước cho cây ở các thời kỳ nảy mầm phân hóa mầm hoa thời kỳ ra hoa kết quả và quả phát triển trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 2 sang năm cần chú ý tưới nước cây cam thường bị một số đối tượng sâu bệnh cây hại như sâu đục thân sâu vẽ bùa nhện dẹp bệnh ghẻ, bệnh thối quả, bệnh thối gốc, chảy mủ, bệnh loét cam, biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất là áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp, áp dụng cắt tỉa cây kết hợp với chăm sóc bón phân tưới nước, sử dụng các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại như sử dụng bẫy bả sinh học, khi cây xuất hiện sâu bệnh cần phun các loại thuốc chuyên dùng cho cây ăn quả theo hướng dẫn ghi trên bao bì bà con và quý vị thân mến tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục thông tin cùng nhà nông của đài phát thanh và truyền hình hưng yên